Dạ, Lương Phi xin chào quý cô bác anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Lương Phi ạ. Dạ, kính thưa cô bác anh chị, hôm nay Lương Phi đến thăm lại cái hoàn cảnh của chú Phạm Văn Bảy, 51 tuổi, 51 tuổi chứ, và cô Kim Anh, hai vợ chồng của cô chú hiện ở tại tổ dân phố Hương Lộc, thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn của tỉnh Quảng Nam. Thì vừa rồi Phi cũng có chia sẻ cái hoàn cảnh của cô chú cho cả nhà mình xem đó. Thì hôm nay Phi đến thăm lại cái hoàn cảnh của cô chú, tiện thể gửi thăm, tiện thể gửi một số tiền cho cô chú nữa quý vị ạ. Thì hoàn cảnh của cô chú quý vị cũng đã biết là chú là bị tai nạn, bị liệt hai cái chân, ngồi xe lăn nằm một chỗ mười mấy năm nay, và vợ của chú là cô Kim Anh thì cũng mới phát hiện cái căn bệnh là ung thư quái ác quý vị đó. Thì hoàn cảnh rất là đáng thương, và có ba người con, một người con trai thì học đại học luật, và một người con gái thì phải nghỉ học giữa chừng. Khi em học rất là giỏi, học đại học đó quý vị, vừa thi xong đại học nhưng mà gia đình cũng không có điều kiện để tiếp tục học nên em phải nghỉ. Và một cô con gái Úc học lớp 9. Thì hôm nay Phi đến nhà thăm lại gia đình, cũng như là thay mặt các nhà hảo tâm gửi thêm một số tiền ủng hộ thêm cho gia đình ha. Và đặc biệt là cũng có một số cô chú anh chị là muốn giúp đỡ cho bé Mai. Cô chú nha. Bọn con. Dạ, cô chú có khỏe không? Cảm ơn là cũng chầm chầm được không? Ok, đây là hoàn cảnh của chú Bảy và cô Kim Anh mà Phi vừa chia sẻ đó. Thì Phi đến cách đây cũng tầm mấy ngày rồi ta? Cũng tầm 10 ngày rồi hả? Dạ. 10 ngày trước thì Phi cũng đến chia sẻ hoàn cảnh của cô chú cho quý cô bác anh chị, cũng như là thay mặt các nhà hảo tâm gửi cho cô chú một số tiền trước rồi hả? Dạ, hôm trước Phi gửi 11 triệu hả? 11 triệu. Để giúp đỡ trước cho cô, để cô có tiền đi chữa bệnh. Cô bị cái căn bệnh ung thư quái ác hả? Là bữa nay cô chưa đi bệnh viện lại hả hay sao? Mới đi về ngay ngày đi, do ro là bướu, kiểm tra lại có bướu cũ chưa bình dốt, cho nên là bác sĩ không dám mổ, gây đưa thuốc mi vô là có thể là tử vong. Rồi khi nào mà ro cũng khốn chừng chừng đó rồi bình dốt có bướu rồi mới mổ. Có nghĩa là bây giờ mình ra là bác sĩ cho mình uống thuốc trước cái bướu cổ trước đúng không? Bướu cổ với lại có ô luôn. Ô luôn hả? Dạ. Uống cả hơi. Uống là để cho cái bướu cổ nó ổn định hả? Ổn định là ổn định rồi mình mới mổ cái khối u. Khối u là cô bị u buồng trứng. U buồng trứng quý vị, cô bị khối u ác tính đúng không? Ác tính. Vừa rồi cô ra là có bác sĩ khám là có nói gì không? Cũng có, vì là bác sĩ có nói là có u của cô là hắn phát triển lớn rồi, là lớn hơn tháng 10 giờ rồi mình đi đó. Bữa nay nó chừng nào rồi? Nó được mấy trong hắn to là cũng cỡ 10 cm rồi đó. Trên 10 cm rồi hả? U hắn to không rồi. Bây giờ cô có thấy trong người nó có thấy cái gì bất thường không? Nói chung là hắn cũng có, vì mệt. Do có bướu nên ảnh hưởng tới tim rồi, ăn tới tim lẫn để tim khó thở lắm. Dạ. Là cô đi bệnh viện cách đây mấy hôm rồi cô? Đi với hôm thứ hai tuần trước, thứ hai nay là cả tuần đây. Mới về hôm qua bóng bữa nay. Cô đi với ai vậy? Đi mình đóng xe đi chứ. Chứ bé Mai không dẫn cô đi hả? Vậy là bé Mai là ra bệnh viện là họ không cho vô. Là khi nồ mà lên qua mổ rồi họ mới cho người nhỏ ra chăm thôi. Dạ. Còn chú bữa nay có khỏe không chú? Trong là mấy ngày nay là đa trở lại, bởi vì chú là hiện tại là thay một cái thoát bệnh địa đệm đốc phân cổ nữa. Thôi mình vô trong nhà nha. Chú vô trong giường, chú nằm cho nó khỏe rồi mình nói chuyện nha. Đây, quý vị cùng Phi vào nhà của chú. Nhà của chú thì cũng là không có gì hết quý vị. Đây, cái nhà này cũng bị thấm ướt hết trơn vậy hả? Thấm ướt hay sao? Bây giờ là tự chú di chuyển qua, từ xa mà qua giường là chú di chuyển được chứ bộ? Được, chú đi qua được không? Dạ. Nhưng mà... Rồi, thì chú di chuyển từ xe lăn qua cũng rất là khó khăn mọi người. Đó. Rút ca. Rút. Bị rút hả chú? Rút, đau. Đau à? Đau chỗ nào chú?
cái mầm. Đa cái mầm hả? Rút con đa cái mầm. À, chú bị liệt mất cảm giác rồi mà sao vẫn còn đau hả? À, cái cảm giác vẫn còn. Cảm giác vẫn còn hả? Cảm giác vẫn còn cho nên chứ trời nó ngứa. Ủa, bây giờ nhéo chú có biết đâu không? Biết. Ủa, sao lại vậy ta? À, người ta liệt là người ta mất cảm giác luôn chứ. Nên cháu nhờ đó mà cũng không lát nữa không? À. Bởi vì là phải mà cháu mà chú ngay hắn hậu cũng có mục y như học bụng con này. À. Là chú lo chú điều trị liền cho nên không dứa nằm nhà không? Không lát được. Ô, thật là kỳ rồi. À, có riêng cái nhưng mà chỉ anh bác sĩ nói là có trường hợp như cũng hiếm. À, hiếm thiệt đó chứ. Trước bây giờ con đi làm mấy con hoàn cảnh mà mình liệt cho nên nhà đứa nó mà cháu chân đó không teo không liệt đó là không lát. Không lát. Khi mà chú ngay mặn đa bắt đầu đau hậu cũng có mùa nán là nán không nè. Cáo học bao nhiêu học mụn vàng. Yeah. À, cái chú lao chú được rất thuốc liền. Còn trời, cái hoàn cảnh này cũng rất là đặc biệt quý vị. Những cái hoàn cảnh mà Phi làm á là đa số bị liệt là đều bị mất cái cảm giác hết. Nhưng mà sao chú lại còn cảm giác? Còn là như cháu chẳng mà cũng ủi quý vị thấy không? Chân của chú rung tâu lên là chú cũng biết. Nó co giật như vậy nó rút đó. Từ cái xe mà di chuyển qua giường là nó rút nó co giật như vậy đó quý vị. Mà đứa đó là hắn đa cái mông đúng ạ. Đau cái mông hả? Đa trong xương. Ôi như vậy mà ví dụ mà bữa sau mà nó có bị lỡ rác là chú đau dữ lắm. Đa. Đúng không? Đa đúng ạ. Dạ. Cho nên nhờ đứa mà chú mới bị sinh là đã lát. Dạ. Cho như họ lặng lát là cổng giót ngủ không có cho nên hắn lát họ mua không ai. Dạ dạ. Ừ. Nên rồi cũng cộng cái. Bây giờ là chú hay có ngồi xe lăn không? Chú nào biết có nghĩa là một tí mình nằm một tí mình qua xe mình ngồi tí đúng không? À. Chân của chú thì nó cũng không có teo bao nhiêu lắm đúng không? Không teo. Nhìn chú cũng rất là vất vả di chuyển rất là mệt rất là tội chú. Mà thay em có cái lẫn đa cái thoát vị đĩa đệm đó không cổ này chú chấm hiện đại cứ mở đầu qua xe này chấm ra. Bây giờ là chú có uống thuốc gì không? Có. Đoan uống thuốc thoát vị đĩa đệm đây không? Thoát vị đĩa đệm mà. Ừ. Vậy đấy. Chồng lẫn đa quá phải nói họ chết chừng. Dạ. Yeah. Chú cũng rất là khổ sở quý vị. 13 năm rồi phải không chú? 13 năm rồi. Phải nói cái thời gian cũng khá là dài. 13 năm qua. Cô cũng tận tình chăm sóc cho chú quý vị. Nhưng mà không may bây giờ cô mất phải cái căn bệnh hiểm nghèo như thế này. Cô vô trong để con ngồi đây nha. À, ok, bây giờ chú cũng đã qua giường chú nằm rồi. Thì chú thấy trong người thế nào khi mà từ xe mà qua giường là thấy trong người nó có mệt không? Mệt không? Mệt có đa cái ta. Nó đau cái tay thôi. Đau cái cổ nữa. Đau cái cổ nữa. Vậy ăn bậy cái nó cho nên là nhất là mùa này hà đa lắm. Dạ, như là nó đau trong cái xương hay chú? Đa xương. À, nó đau trong cái xương. Đa kia. Rồi cái trời mà trái gió trở trời rồi chú có đau nhất gì không? Đây tôi cũng vô chừng tàu lên tự nhiên phát lại đau mà. Đa quá là phải nấu họ xuống ngoài chất thúc mà có cái rồi. Như trời bình thường đây là ăn đã là mình uống chừng miết. Dạ. Còn chú mới chích mấy ngày nay, mới nghỉ ngày hôm qua đây. Dạ, thì quý vị cũng đã thấy hoàn cảnh của chú Bảy như thế này đây. Tuy chú bị liệt nhưng mà cái cảm giác nó vẫn còn quý vị. Đó thì Phi sợ là khi mà nó bị lỡ lét là nó chú còn cảm giác là chú sẽ rất là đau á. Tại vì con thấy những cái... ở vết lở của người ta nó sâu vô mà nó tới tận xương luôn á. Đúng rồi. Nếu mà còn cảm giác thì chắc là mình chịu cũng không nổi đâu. Đúng rồi. Dạ, nhưng mà may là chú cũng không có lỡ. Cháu không lát. Nhờ có cảm giác mà hầu như về chú ở bệnh viện chú về lặng lát rồi bằng đồng bọt tay này chứ. À. Nhưng mà về cô của cha mày nam thoáng mà cũng có kỳ diệu xa là chú ra là bệnh viện bác sĩ ông không tin ông. Dạ. Không tin là vết lát của trong là. Bây giờ con hỏi thật chú tao nha. Ừ. À, trước giờ cô chăm sóc cho chú rồi cô có than phiền gì không? Không. Không à? Ừ. Từ đứa hai đứa chú than phiền vậy không? Không có than phiền vậy hả? Đứa nào mạnh tài. Ừ. Nhưng trừ đi còn được chứ mấy năm trước mà tròn bo mà. Cách đây bo năm còn bo mẹ dò mà nằm luôn chỗ nữa còn thấy mất kinh. Yeah. Trừ đây cũng còn đỡ rồi đây. Dạ, yeah, có nghĩa là 13 năm qua là cô vẫn một lòng chăm sóc cho chú đúng không? Ừ. Cũng thấy rất là tuyệt vời cô chú này.
cô bữa nay là ra bệnh viện rồi bác sĩ cũng đưa thuốc cho mình uống vậy hả? Cũng bón thuốc, đưa thuốc cỡ bứa cỡ ô nữa cho nó hơi cái nó gom lại có chắc đó con. Khi nào mình ra lại bệnh viện để mình khám thì hắn kêu vô trần ví dụ tăng người mà có đi khó hàng tháng mà tăng người nó cũng thấy mà chắc tở chỉ là mình có lo đi liền. Sớm trước đi liền. Sớm trước chứ người ta có cho mình cái ngày cụ thể mình lo chứ ví dụ hàng tháng là hẹn một tháng ra. Yeah. Nhưng mà trước một tháng mình trong mình khó chịu có đau chỉ là phải đi liền. Yeah. Không chậm trễ khi mà có sự cố gì là mình có thể đi trước. Ngay trong ngồi nó khó chịu là đi liền. Có nghĩa là bây giờ cái khối u cái bướu của cô á là nó đang phát triển đúng không? Phát triển là ảnh hưởng tới tim rồi. Vì là bướu này cũng quá nặng. Cái bướu nó cái mổ không cô hay là mình uống thuốc? Bướu này nó không biết mà bác sĩ là kêu là nếu ro mổ được thì mổ không là sợ trị cho nó tiêu cái bướu đó. Tiêu bướu. Còn cái mổ được là mổ lái luôn cái chân nó hắn mới giúp hẳn cho còn không thì tình trạng này là uống thuốc suốt đời luôn. Rồi cái bướu cổ xong thì mới mổ cái u dưới được. Vì là không bướu này chưa bình dốt là không bác sĩ không giống mổ. Vì kêu khi mà gây mê vô là có thể ảnh hưởng gây tử vong họ không giống mổ. Bây giờ mà để cái khối u nó để lâu nó là cũng nguy hiểm chứ bộ. Nguy hiểm thì bác sĩ đoan lo cái néo to là có khả năng nhiều khi lẫn vỡ. Mà cho nên bác sĩ mới đưa thuốc về là mình uống để cầm chừng lại đó. Để chặn phát triển lại. Nhưng mình để mà càng ngày nó càng lâu là cái khối u nó càng to ra là còn cũng to nguy hiểm. Bác sĩ cũng đoan lo kìa, chưa có cái coa mô mà như coa này vì đủ thứ bệnh. Cho nên là họ ra là một bệnh là họ mổ rạc đồng. Còn mình ở đây tới hơi âu mà tới bướu nữa thấy ba bệnh á. Chờ bác sĩ không biết làm ven nữa. Chụp thêm cái mà vi thuốc dọa già mà nó đoan bỏ nó thuốc lỡ ra nửa chừng đây con ba không biết. Đủ thứ bệnh luôn đó. Không biết bữa nay mức độ mô. Sao lúc trước cô cũng không có điều kiện để thăm khám thường xuyên hả? Tiền mồ cầu không có. Thiệt nói thiệt với bọn con chứ ở nhà năm biết rồi lùm mấy sầu rụng mà tiền mua đi khốn hàng tốn. Mỗi lần đây là tốn tiền biết bao nhiêu mà một mình cô lùm mà. Lái cái chi mà để mà đi khốn thường xuyên. Rồi bác sĩ khốn mà bác sĩ nói đây cô già nghèo ngó cái kiểu này là biết nghèo rồi hóa ra bác sĩ vậy nghèo không có tiền đi khốn hàng tháng. Bác sĩ nói là vì u của cô lẫn to quá sợ vỡ. Vỡ rồi là rất là nguy hiểm. Của bé Mai thì quý vị cũng đã biết vừa rồi khi chia sẻ chỗ bé Mai đó thì em nó 18 tuổi vừa rồi học và thi đỗ hai trường đại học kinh tế hả? Kinh tế Đà Nẵng với lại đại học Người Huế hả? Nhưng mà cái điều kiện cũng không có quý vị. Đó thì em phải nghỉ học để ở nhà phụ giúp mẹ chăm sóc cho ba. Thì vừa rồi Phi chia sẻ lên thì cũng có một số nhà hảo tâm hứa sẽ giúp đỡ cho em đi học. Nên em cố gắng ở nhà ông thi ha. Em muốn đi học chứ bộ đúng không? Em muốn đi học chứ. Em cố gắng ở nhà ông thi rồi sang năm thi cho tốt rồi đi học nha. Mất mẹ đứa cho nên trời cũng không chưa nói gì tới chuyện ông chưa nói chuyện gì thi cử trở lại còn để cho mẹ em bổ sang. Bây giờ phải lo cho mẹ nữa. Giờ mất độ mô mẹ mất độ mô rồi mới biết. Có mấy người biểu bữa nay Trinh hôm nay em có nói thông Trinh đi lộn để rồi trút mấy sự tím tiền đi sai chở nhỏ nhỏ đây bớt mà mẹ còn làm đó còn ra đó gì chưa mổ được không chưa biết rồi mất độ mô lắm cho mẹ em mổ sang rồi chắc rồi trời thì em không phạt. Bây giờ là ví dụ mà thi là tháng mấy là em thi? Dạ chắc năm sau như tháng 5. Tháng 5 hả? Tháng 5, tháng 6 năm sau là thi. Em thi là em thi vô trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng hả? Dạ, nếu em thi là em thi lại trường Kinh tế. Em thi, em học là em học bên cái khoa gì? Thì, ví dụ như em thì em học bên bên marketing. Bên marketing. Ok, ví dụ một năm học như vậy là khoảng bao nhiêu tiền em có biết không? Năm một năm thì là gần năm mấy triệu. Năm mấy triệu là tính tiền học phí học đồ luôn rồi đó. Năm mươi mấy triệu hả?
Một năm học đó hả? Dạ. Tiền học phí với tiền ăn, tiền ở luôn đó hả? Dạ. Cũng nhiều dữ vậy. Dạ, tại vì bọn em cũng đang học ở đó. À, bạn em là cũng đang học ở đó. Dạ, nên em nói cho em biết. À, một năm như vậy là 50+ triệu luôn. Dạ. Cái tiền học nó đâu có bao nhiêu, chủ yếu tiền ăn tiền ở thôi nhé, tiền ăn ở với lại mấy cái tiền phí đồ khóc nữa, thêm cho khóc nữa. Tiền học chính đó là học phí nó là chắc cũng cỡ 10+ triệu thôi. Dạ, đúng không? 15 triệu. 15 triệu hả? Tùy theo ngành á. Tùy theo ngành. Dạ. Nhưng mà nếu mà mình ra ngoài đó mình đi làm thêm làm ấy lần nữa này cũng đỡ đần đó. Dạ. Thì năm trước đỡ cho nên là nếu có chuyện lồn thì ở Đà Nẵng dịch sống lắm luôn. Dạ. Có chuyện lồn học Nam cũng dịch. Bữa nay cũng dịch quá nên cũng cái công việc làm thêm làm bớt nó cũng gai nè. Dạ, Đà Nẵng nói đi cho con, đất Đà Nẵng cũng dễ sống. Dạ. Chịu khó là đi lồn là cũng sống cũng được thôi á. Mà trừ dịch giỏi đó được con. Có mấy đứa về nó được cũng con hà chê ngăn được cũng không lồn được nữa. Yeah. Đất ở Đà Nẵng được chứ Quế ta chịu không lồn trận luôn. Ở Đà Nẵng thì còn mình có cái công việc nó dễ hơn, nó dễ kiếm hơn. À, như ví dụ mình phụ cho phòng quán rồi này nọ thì cũng được nha. Chủ yếu cái tiền ăn tiền ở là thế, còn tiền học nó cũng 10+ triệu thì cũng không bao nhiêu. Tiền ăn tiền ở nó nhiều. Rồi thì ráng rồi bữa sau mà có thi đậu thì em cố gắng em làm thêm, em cố gắng em kiếm thêm cái thu nhập, em trang trải thêm cuộc sống ha. Bây giờ em cố gắng em vừa lo cho cha mẹ rồi cái thời gian mà rảnh rỗi em ông thi ha. Rồi thì gia đình của cô chú hiện tại nó cũng rất là khó khăn. Hiện tại là em trai con đầu tiên của chú là đang học đại học luật, cũng sắp ra trường phải không chú? Ừ, chuẩn bị ra trường. À, lúc trước thì em trai đó là cũng không có muốn đi học quý vị. Mặc dù đậu rồi nhưng mà khi mà em đi làm phụ hồ thì mọi người cũng khuyên em hả? Cho bạn bè người thân nó cũng bà mợ thì bà cho tiền học phí. Bà mợ cho tiền học phí. Còn nữa đó bọn bè cháu lại giúp cái tiền ăn tiền uống tiền trọ tiền này nọ cho cha. Nên từ đó là em có thêm cái động lực em đi học. Bây giờ là sắp ra trường rồi. Nam đi đông năm cuối cùng nay. Tiền học phí Nam của cha thì riêng đại học Huế thì cũng đỡ hơn là đại học luật Nam 9 triệu mấy gần 10 triệu. Mợ mới cho Nam 10 triệu, Nam một năm mới cho tiền học phí là 10 triệu. Rồi tiền ăn tiền ở là nó tự nó đi mua sinh hả? Hay tiền, sao? Tiền ăn tiền ở bọn bà chú giúp. Bạn bè của chú lúc giúp hả? Bọn bà chú mấy là bọn đứa là bọn hỗ trợ. Còn một bé gái học lớp 9 nữa. Bé học giỏi không? Dạ giỏi. Giỏi hả? Con nó thì giỏi. Nếu trong ba đứa con đều chăm học hết. Nhưng mà cái điều kiện thì cũng khó khăn như vậy, cũng không biết tới đâu, thôi kệ. Tới đâu hay tới đó chứ sao vậy? Chào bạn trẻ. Chủ yếu là bây giờ cô lo cho cái sức khỏe của cô trước. Cô có cái bệnh hệ gì thì cũng hơi mệt. Cũng cầu ơn trai cũng do hộ để cho cháu nhẹ nhàng. Nói thiệt của bọn con chứ đó là cái chỗ dựa chính của gia đình. Cái chờ con rồi còn nhỏ chưa đi lồn được cái việc đây mà cháu rồi mà mẹ mà đa ấm thiệt nói con là có nhiều đây nó khối dạy hay là bây giờ xóm vô dạy nha bếp lửa mà nó không biết trả rạng không à. Không nghĩ không biết đời mà nó đen đủ mức độ rồi thiệt nữa. Thiệt con là mệt lắm. Nói thiệt rồi. Đó cũng là cái số phận của mình như vậy thì thôi mình ráng mình chịu thôi chứ sao vậy? Trời mình đang thông, trời mình cũng lạ ăn tranh do hổ để cho hắn nhẹ nhòn rồi bớt thì mình cũng đỡ bớt không ạ? Công hắn lớn đầu cũng có gia đình cũng có ổn định đầu thì hắn đỡ lo mất công leo nheo lát nhát mà chưa còn đi học mà chưa có công việc ổn định chi trơn mày. Rồi thì ngày hôm nay con đến thăm lại gia đình mình thì con cũng thay mặt cho các nhà hảo tâm gửi thêm cho cô chú một khoản tiền nữa nha, để cô có thêm cái điều kiện đi chữa bệnh cũng như là
lo cho chú và con của cô. Dạ thì hôm trước là con gửi cho cô số tiền là 11 triệu rồi đúng không? Đúng rồi. Hôm nay con gửi thêm cho cô thêm 16 triệu 600 nữa nha. Rồi, chờ con xí con đọc cái danh sách luôn. 16 triệu 600 là trong này là gồm có là chị Elix Vĩnh ở bên Mỹ á, là chị gửi về 200 đô. Là cái tiền này là chị gửi cho con bé Mai để bé có thêm cái điều kiện mà ôn thi á. Vì chị cũng hứa là sẽ giúp cho bé Mai một phần kinh phí để sau này có đi học á, là chị sẽ giúp. Đó thì chị gửi về 200 đô để cho bé có thêm cái điều kiện ôn thi. Có vợ chồng anh chị Hoa Thịnh ở bên Mỹ là 2 triệu. Cô Nhàn ở Đà Nẵng là 2 triệu. Nhóm Hoa Sen ở Đà Nẵng là 1 triệu. Thì nhóm Hoa Sen ở Đà Nẵng là cũng hứa là sẽ giúp đỡ cho bé Mai khi mà bé Mai đi học á. Vợ chồng của anh Cường ở Đồng Tháp là 1 triệu. Một anh giấu tên ở Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng là 1 triệu. Chị Cao Thị Nhung là 1 triệu. Cô Út Nguyễn ở bên Mỹ là 1 triệu. Bác Thời ở Hồ Chí Minh là 1 triệu. Gia đình cô Kim Sa ở bên Mỹ là 1 triệu. Cô Sự ở bên Mỹ là 700. Chị Nguyễn Thị Thanh Vân là 300. Tổng số tiền là 16 triệu 600 ngàn. Để con đếm là thì đủ chưa? 16, 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
Đây, 1 triệu này. 2 triệu. 3 triệu. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16 triệu 600 cô ha. Rồi, đủ rồi nha cô. Thật tình mà nói thì bây giờ đó, gia đình cũng rất là cảm động. Bởi vì là lần thứ hai thì được quý Mạnh Thường Quân với là anh em bọn con tới Đài Đai chia sẻ, hỗ trợ giúp đỡ gia đình của cháu trong cái hoàn cảnh khó khăn này. Thì gia đình chẳng biết gì hơn thì cũng cầu chúc cho quý anh chị, cô bác Mạnh Thường Quân cùng bọn con cũng được giàu giàu sức khỏe, vạn sự được an lành, cầu mang cho dịch giỏi trong đi qua đây rồi, mọi người được bình yên, gia đình cũng rất là cảm ơn. Bây giờ là nhận được cái số tiền này gia đình có mừng không ạ? Tôi quá mừng không? Số tiền mà cũng không tưởng tượng nổi, không nói thiệt tình mà nói. Đó là nhờ cháu cũng cực khổ thì có bao giờ mà cầm được mấy đồng anh được cái số tiền như thế không? Số tiền đó với cháu là quá chi là lớn. Rất là cảm động cái tình thương yêu của mọi người, gia đình. Mình nhất là trong cái thật tình mà nói thì trong cái sự đồng hành của bọn con. Cô có cái đôi lời gì cô muốn nói đến quý cô bác anh chị đã giúp đỡ cho cô không? Cô nói nè. Cô cũng đó đó, cô cũng bệnh tình hay rồi, cũng gia đình cũng khó khăn thiệt, rồi không có cái điều kiện để đi lo chữa ở đây, rồi cũng nhờ quý Mạnh Thường Quân, có cô, có cháu, có mấy anh chị với bọn con rồi cũng vô giúp đỡ cho gia đình cô có số tiền để đi điều trị, đi chữa bệnh. Cô cũng ơn hết tất cả cho trời, cô cũng không biết đâu hết rồi. Thì phải nói là cô Kim Anh là một người vợ có cái tình yêu thương chồng rất là mãnh liệt. Khi mà 13 năm qua cô chăm sóc cho chú Bảy bị liệt hai cái chân như thế này đây, thì Phi cũng thấy cái tình yêu thương của cô dành cho chú rất là đặc biệt. Thì chú có thể nói cái đôi lời tâm sự một chút về người vợ của mình, chú có thể chia sẻ một tí được không? Qua đây thì nó thật thành mà nói với bọn con, không phải một mình cháu đâu.
mấy năm về trước, cách đây 3 năm về trước, cộng 3 mẹ chú nằm chỗ, dạ, mới khổ nữa. Ba mẹ chú nằm chỗ nữa. À, nằm chỗ chú nằm nữa. Bây giờ làm cô là lo hết cả nhà. Lo hết cả nhà thì bữa nay thì ba mẹ đã trăm tuổi giọt qua đây rồi thì còn lại cháu đây cũng có nhẹ nhàng cho cô đây mà cũng có khổ đây, nhưng mà đối với cháu thì trang cái rủi ro của cháu cũng còn cái ma mén đó là vợ con, yeah, rồi còn nó thật tình mà nói rồi, còn còn cái đồng hành của cháu nữa là bọn bè, yeah, bọn bè cháu cũng dành cho cháu cái tình thương cũng rất là lớn, ừ, rồi còn cái bò công này nọ nữa thì cũng thực tình mà nói đó là cái niềm mong ước của mình, yeah, nhưng mà cái chỉ cứ đó là gia đình là cái nền tảng là để cho cháu mượn. Bây giờ thông con ủi lắm thông qua cái, thông qua cái chương trình này là chú có thể nói gì đó với vợ của mình được không? Thì qua đây chú cũng nào đây có bọn con chú cũng chúc mát là thì vợ chồng chú cũng cảm ơn vợ con nhiều. Con muốn nói là chú có cái điều gì chú muốn nói với cô á, chứ còn dạ cháu cũng cào mang cho cô là mai bệnh tật những qua đây nha. À, có cái lời yêu thương nào không? Nói chung là cảm ơn con vợ con rất là nhiều. À, cảm ơn vợ đã chia sẻ với cháu trong cuộc đời chứ biết bao nhiêu người gặp đây rồi vợ con họ trốn nõn. Dạ đúng rồi, tại vì con cũng làm những cái hoàn cảnh rồi nè, chăm sóc được vài năm vài ba năm là họ cũng bỏ đi thôi, nhưng mà cô thì cũng được 13 năm qua cũng khá là lâu rồi, thì đó thì chú cũng đã gửi lời cảm ơn đến người vợ thân yêu của mình rồi, thì con cũng xin chúc cho cô có thêm cái sức khỏe để cô điều trị cái căn bệnh mình nha. Cũng mang con rồi. Còn về phần của bé Mai thì em cũng yên tâm lo ôn thi, rồi bữa sau đi học thì anh sẽ cố gắng tạo điều kiện cho em đi học, sẽ có các nhà hảo tâm giúp đỡ thêm cho em ha. Dạ. Ừ. Rồi. Rồi ok thì thôi con cũng xin phép đi về. Thôi đó coi chú cũng cảm ơn bọn công viên nghe. Dạ rồi. Ok thì Phi cũng xin thay mặt cho gia đình gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Phi để giúp đỡ thêm cho gia đình cô chú có thêm cái khoản kinh phí điều trị bệnh. Thì Phi cũng xin chúc cho cả nhà thật là nhiều sức khỏe và may mắn trong cuộc sống. Rồi, Phi xin mến chào và hẹn gặp lại.